Chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái con gator này. Thì cái con này á, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình có một số bạn yêu cầu mình á, thì mình cũng xen kẽ vô những cái video mà mình review những cái con robot khác á. Thì bây giờ mình sẽ sample lên hướng dẫn lại cho các bạn luôn á. Thì mình cũng bây giờ mình sẽ tranh thủ xen kẽ những cái video hướng dẫn và video review các con robot á, cho các bạn vừa có thể coi review mà vừa có thể coi hướng dẫn luôn đó. Thì mình cũng nói giờ mình nói về con này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải một cái cách rất là đơn giản luôn, cực kỳ luôn. Các bạn chỉ cần làm khuôn cái mặt trắng á, là tự động mấy cái mặt này nó hoàn thành luôn à đó. Chứ không phải như những cái hướng dẫn của những cái người khác á, là giải màu này màu kia tùm lum ra chi cho nó mệt không. Rồi xong đó, thì bây giờ tôi sẽ giải. Thì lúc mình luôn luôn lúc nào cũng nói á, trước khi mình giải cái mình muốn giải con bích nào á, mình cũng phải giải cái mặt trắng trước để mình làm cho thành một cái thói quen luôn để mình làm. Thì cái con này á, nó sẽ giải thứ tự là trước tiên là mình sẽ làm bốn cái góc này màu trắng nó về cùng màu với nhau đó. Thì nhưng mà nó phải đi theo cùng cặp nè, các bạn thấy không? Ví dụ như con này con trắng nè, mà cái này nó là xanh đậm nè, con này con trắng mà cái này nó xanh lợt là nó không đúng. Thì mà mình phải tìm cái con màu trắng này nè với có cái viên xanh đậm đó, để mình đưa lên đây cho nó đúng. Thì mình tìm đây nè, là trắng với xanh đậm nè, không thì mình chỉ việc mình quay nè, đó mình quay lên đó, nó là xanh đậm nè, không nó trắng thì là xong một cặp này rồi. Thì cái cặp này đương nhiên cái cặp này á, là chắc chắn 100% luôn là nó sẽ là cùng cặp với nhau luôn nè, các bạn thấy không nè, trắng với xanh lợt nè, không mình làm đúng một cặp á, là tự động cái cặp kia nó sẽ hoàn thành luôn. Là bắt đầu mình sẽ việc mình quay lên thôi đó, quay lên thì xong cái bước bốn cái viên này nè, không bốn viên góc này ta sẽ làm cái viên tâm này. Thì cái viên tâm này nó đã có sẵn rồi, ta lấy thí dụ như vậy nè đó. Thí dụ khi mà ta đưa bốn cái viên này lên đi mà cái viên tâm nó chưa có, đúng không, thì ta quay vòng tròn như vậy thôi là tự động nó sẽ có bốn cái viên tâm này đó. Rồi xong cái bốn cái viên tâm này ta sẽ làm tới bốn cái viên nhỏ này nè đó. Thì cái cách làm nó rất là đơn giản, thì các bạn coi trên các bạn nhìn trên cái màu này là nó có cái viên nhỏ nào. Thí dụ như cái góc này nó không, trên cái mặt này nó không có nè, cái mặt này có thì mình ta để cái mặt này nè đó. Thì ta bắt đầu nè, các bạn để ý không, cái mặt này là không có mấy cái viên trắng nhỏ nè, còn mặt này có viên trắng nhỏ thì ta để đối diện với ta. Rồi bắt đầu ta làm, các bạn coi kỹ nha. Rồi đó, rồi hai nè, không đi xuống đây nè, rồi cái này U2 qua nè đó, xong rồi cái đó, lợi này xuống để mình đưa cái này xuống nè, rồi mình trả U về nè đó. Đó các bạn thấy không, nó đã vô cặp nè, không rồi ta chỉ việc ta đưa nó lên lại thôi đó, nó đã được hai viên đó, không rồi ta coi coi đây nè, nó ở đây nè. Thay vì nếu mà nó nằm trên đây á, thì tao quay một vòng, còn nằm dưới đây tao phải quay hai vòng. Bắt đầu các bạn có để ghi nha, cũng làm y vậy luôn. Rồi xuống để giấu cái này xuống dưới đây nè, rồi mình cũng mình giấu qua đây đó, mình giấu cái góc này qua đây, rồi cái mình quay cái này xuống nè, đó quay đó tới đây nè, bắt đầu cái mình trả này về. À, các bạn thấy không, là nó vô cặp rồi đó, ta chỉ cần ta đưa nó lên lại thôi đó, là nó đã đúng được bốn cái viên nhỏ này đó. Xong bốn cái viên nhỏ này ta sẽ làm bốn cái viên cạnh này. Thì ta để ý là cái viên trắng này nè là nó đúng không, cái màu cam này là đúng với màu cam của nó rồi, thì đương nhiên đỏ thì nó cũng sẽ đúng đỏ luôn, tại vì cam đối với đỏ rồi. Thì chỉ còn hai cái viên này nó đối nhau nè, các bạn thấy không, đây là màu trắng còn đây là màu xanh đậm nè, nhưng mà nó nằm ở hai cái góc xanh lợt là nó sai, còn ở đây cái xanh lợt nằm hai góc xanh đậm là nó sai. Thì cái nhiệm vụ của ta chỉ quán hai cái viên này cho nhau thôi đó. Thì cái cách quán nó cực kỳ đơn giản luôn nè, tao quay nguyên một vòng tua như vậy nè đó, không tao quay nguyên vòng tua để ta đưa cái này xuống dưới đây nè đó, để ta đưa cái này xuống dưới đây, rồi ta đảo nó, thì mình đảo qua đảo lại thôi, thì mình đảo viên xanh này nè, nó mình đảo qua lại đó, đảo qua đảo lại rồi ta trả nó lại thôi đó. Các bạn thấy là nó đã về đúng rồi nè, không xanh lợt về đúng xanh lợt nè, xanh đậm về đúng xanh đậm, mà cam cũng đúng cam, đỏ đúng đỏ, rồi vậy là hoàn thành rồi đó.
Giờ cái công việc cuối cùng là cực kỳ đơn giản luôn, các bạn cứ quay như vậy nè, đó các bạn quay khi nào nó về đúng màu của nó thôi. À đó đó rồi không về rồi tới cái khía bên đây thì ta quay bên đây đó, ta cứ quay quay khi nào cho nó về đúng màu của nó là thôi đó, rồi xong đó, các bạn thấy không, cực kỳ đơn giản luôn đó. Nhưng mà các bạn phải xem cho kỹ, xem cho chậm đó nha, đó giờ các bạn làm theo chứ các bạn đừng có tua qua. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, bye bye, chào tạm biệt.